Rồi cha nó, cái đường gì mà khó đi dữ vậy Ủa sao? trời. Ê, tránh ra, tránh ra, đừng có đụng tôi. Bữa nay sao đi đâu mà diện lên dòm mà thấy dòm mà con được gì vậy? Ủa, không thấy mặc đồ đẹp sao mà hỏi? Mà sao đi đâu vậy? Thì đi đám cưới chứ đi đâu nữa. Ủa đám cưới ai ở xóm này mà sao mà tự nhiên mà tôi không biết ta? Biết làm gì, biết làm chi. Nó hẹn cái sáu nè, tôi là con người rất là lịch sự, không đời nào mà đám cưới của ai mà không mời mà tôi tới đâu. Nó hẹn Trời ơi, vô duyên quá, ai mà mời ông mà tới. ai ai nói tôi vô duyên? Ông vô duyên khắp xóm, khắp làng, cả huyện, cả thành, cả tỉnh này ai không biết đâu mà hỏi. Có phải nó nghe là sáu, có phải ngày Ôi, xưa, đừng có đụng tôi, đừng có đụng tôi, xui lắm. có phải ngày sáu ở đó sáu thương tôi không chịu về, sáu nói tôi vô duyên đúng không? Nhìn ông thấy gớm mà thương không? Trời, cái mặt đẹp trai gì mà nói hay gớm. Trời ơi, đẹp trai dữ chưa? Ủa năm nay bà sáu nhiêu tuổi rồi? Thì 19. 6 19 hả? Trời ơi, nói cho sáu nghe nha, 6 19 chắc bà ngoại tôi 18 quá. Ê, bớt vô duyên lại nha, bớt vô duyên lại nha. Thà là mà nói thật sự đi, cái mặt nó nhăn nè, nhăn đụm nè, nghĩ sao nó 19 thôi, 91 phải cái 19 rồi. Ai nói một hồi là cú đấm vô mặt nghe chưa nghe. Đấm gì Trời là ơi, có người gì mà vô duyên với vậy, vô gì vậy? một hồi cho xuống ao đó. Trời ơi, nói xấu nghe nè, Ê, bớt đụng nha. sao đi đám cưới sao tính đi nhiêu tiền à? Nhiêu tiền cỡ cha người ta? Sao nói đi sao đi nhiêu tiền Cỡ tôi mà sao nói tôi nghe đi, là nhiêu đi nhiêu 500. 500? Trời ơi, nói xấu nghe nè, bây giờ hồi buổi giờ là làm ăn khó khăn, sáu đi 100.000 thôi, đi chưa cho nhiều cái da. Nghĩ sao vậy trời, nghĩ sao thời buổi này 400 không rồi đi đám cưới mà đi 100.000 vậy cha nội? Sao chưa có nghĩ ra, sao chưa tính nè, bây giờ là sáu đi nó 500.000 đúng không, lỡ lại nay mai nè nó cưới nhà nó không hợp nè, nó chia tay ly hôn ủ tiền. Ôi đó là trời trời trời. Ôi, ôi, bố cái miệng lại. Cái gì bất vậy? Người ta nghe được, người ta giả vô cái mỏ nha, giả vô cái mỏ xưng cái mỏ nha, người ta chưa có đám cưới nha nha. Ông mới chưa gì cho ông chùa người ta nghe chưa? Vô duyên hối nghe chưa? Tôi nói vậy thôi, cái tôi nói thiệt mà. Trời ơi. Ông hợp nhau đi, chia tay ly hôn mình đi. Bởi vậy tôi nói người ta không có mời đám cưới ông là đúng. Trời ơi, bữa nay tôi đi đã thiệt cho bạn là dặn tăng gia. Ai đâu mình đám cưới làm gì tăng gia, nhà mới là nó ngon hơn. Trời ơi, tăng gia cũng không ai mời ông hết trơn á. Đợt trước người ta mời ông kìa. Trời ơi, tăng gia về vô chưa gì trơn á mà nói này nói kia để cho nhà người ta xui. Nói vậy nè, tôi vô hỏi nè, bây giờ nè, chú ba ở bên nhà hỏi ông là chú ba các nhà này nhiêu con đi, các nhà này mấy chục tỷ. Ê, tôi thật tình tôi nói vậy thôi, chắc chỉ mấy chục tỷ vậy chú ba, lỡ mà xảy ra quả hoàng cháy cái mắt hết trơn. Đó 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 đó, thấy chưa đang ăn tân gia nhà người ta nói gì nói xui xẻo, vừa nói xong hôm qua tối lại là nhà người ta cháy đó. Cái đó là xui rủi ông ẩu tả, hay ông điện lại ông nấu gì cháy nhà đâu, làm gì cà phê. Ê, từ đó về sau nhà ai mời ông nữa? Trời ơi, ông mời thôi, xui vừa thôi. Trời ơi, thôi tránh ra, tránh ra cho tôi đi đám. Mà đi gì mà nói ơi, bớt đụng xui nha xui thiệt nha. Ông ấy nói sáu nghe nè, ông ấy bây giờ nè sáu nữa giờ sáu cũng ế đúng không? Ê, bớt nói từ ế rồi nha, không có nói nghe chưa. Ế là tôi đợi chờ người tử tế nghe chưa, bớt nói ế lại, nói cái nữa là tôi giả cái mỏ phù nha, nghe chưa? Nè, tôi cũng đẹp trai, ông ấy hai đứa mình đến với trời nhau đi. Ý, đẹp trai dữ chưa, đẹp trai mà vô duyên, vừa xấu mà vừa vô duyên nữa. Bởi vậy tôi nói ha, không có ai ưa ông, không có ai lợi gần ông là đúng nghe chưa. Trời ơi, ơi con người gì đâu ha, mà già mà vừa xấu mà vừa vô duyên nữa, tránh ra cho tôi đi. Trời ơi trời, vậy anh nghĩ sao ai bớt được, nghĩ sao mà vô duyên. Trời ơi, mai mốt anh thấy tôi là tránh xa tôi ra. Nè nói nghe nè, trời đàn bà con gái mà đi guốc kiểu này nè, thế nào đi hồi một hồi cũng bị trẹo bung răng chân nè. Tôi nói hẹt không có được con này á. Ê, ông nói gì hả? Hả cái gì ông nói vậy, ông mới nói gì? Thì tôi nói bà đi ngoài ruộng ngày đám cưới nè, bà đi mà mang guốc là nó trẹo rồi bung răng chân. Trời đất ơi, bây giờ ông muốn bung răng chân không? Ông muốn không? Tôi cho ông bung răng chân nè, tôi cho nè. Tôi nói bà không tin đi nha, bà đi hồi đi mà bị trẹo bung răng chân cho bà coi, cái miệng do ông thằng da nâu như đàn bà con gái nó vậy. Anh bà nói vô duyên, tôi gì mà vô duyên á? Bà nghĩ sao đẹp trai vô duyên? Bà mới vô duyên á. Gào. Mới nói bà bị buông chân chân vào, mình buông chân rồi. Ê, đúng là nghiệp quặt rồi. Thôi, từ đây sắp tới chắc không dám nói chuyện vô duyên nữa. Không được, nguyên hộ khẩu mình từ đó giờ là nói chuyện kiểu vậy rồi. Ủa, mà mình nhớ là đâu có vô duyên đâu ta. Thôi, bây giờ ông ấy mình đi ẩn chỗ nào mình sửa chân rồi đi. Cái giờ mình đi ra đường cái người ta gặp tới ta nói mình nói chuyện vô duyên rồi nó tao quở nữa. Thôi đi mới được. Ủa vậy?